Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ. Trả lời. Trả lời. Thôi chị có. Mình có thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Dạ, chào chú Linh. Chào con. Chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Tuấn Anh. Nhà có 4 người, ba mẹ và được một đứa em trai nữa. Công việc của con thì trước đó là con làm kỹ thuật viên sân khấu cho trường quốc tế. Sau bây giờ là con chuyển ra làm hỗ trợ kỹ thuật mấy cái máy mà bán hàng ở ngoài bấm cảm ứng. Bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. À, bạn gái. Em tên là Hải Yến, sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Em đang là kế toán, 26 tuổi. Hơn bạn bên nó 1 tuổi rồi. Bạn trai ơi, bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không sao chị. Định bao nhiêu lâu thì kết hôn? Khoảng 2-3 năm thì con cần cái công việc con ổn định hơn để con có thể lo cho gia đình. 2-3 năm nữa thì hơi lâu. Ồ, vậy ý em muốn là trong bao lâu? Chậm nhất là 2 năm. Không, em nghĩ cái này nếu mà em có bạn gái thì đó là một động lực để em rút ngắn cái thời gian đó lại. Phấn đấu ha, mình hãy ổn định tiến tới hôn nhân được rồi đúng không bạn? Dạ dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhà con đâu? Ở nhà con quận 8 ạ. Gì mà con hoài vậy, để tôi coi coi. Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu con mà để tôi tưởng bệnh chắc cái em bé nó nhỏ lắm. Đâu bự lắm chị. Đâu bự lắm đâu hả? Dạ. Kêu cô xin con luôn đi. Thôi con quý chú, con muốn gọi chú. Vậy là không có quý cô nên gọi cô bằng chị hả? Không, tại vì cô quý chú khác, đủ anh chị quý chú khác. Đứng lên coi coi. Trời ơi, ăn cái gì mà to vậy, cao bao nhiêu? Dạ, cỡ như 1m8 á. Nặng nhiêu? Cũng cỡ 80 á. Rung lắm hả? Không, tại thấy chị nhìn em hoài, em cũng biết nói gì với chị. Nói đi, em muốn nói gì em nói đi. Giờ chị em nghe em nói nè. Không, tại chị đẹp quá. Thấy không? Dạ. Đừng có nịnh. Khen chị mà chị cứ nịnh, em buồn. Buồn không? Buồn. Buồn sao? Buồn thì thôi chứ sao. Chứ không lẽ giờ em làm gì chị? Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Gọi là bạn đó có khả năng độc lập và tự chủ. Gọi là mình... sao? Dạ, gọi là chín chắn, cứng rắn, rồi gọi là... Hỏi nó gấu rồi đó. Tự nhiên em quên. Hít thở. Bây giờ có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì nói nghe. Nói hơi xấu hổ xíu là hôm đi học em lúc kiểm tra em nhìn bài người ta mà cái bạn đó bạn cách em trên 4 dãy bàn em vẫn nhìn được, em vẫn điểm cao mặc dù em không có học bài. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ, em tự hào con mắt em. Còn tự hào gì nữa không? Dạ không. Rồi. Cái đó thôi. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm là không ưu điểm nữa nha. Không thuốc, không uống bia, không cờ bạc. Tốt, thích khuyết... trai hay gái? Bình thường mà. Nếu mà em thích trai thì em đâu lên này. Không? Dạ. Chắc ha. Dạ chắc. Tính nói gì em quên. Nhìn nó mà nó nói. Hỏi nào nó nói luôn á. Khuyết điểm hay quên? Đúng rồi. Dạ. Sợ ma, sợ gắn, sợ mấy loài mà bò sát á. Nhìn nó em sợ lắm. Hồi đó trước nhà em có con gắn chứ. Em không dám ra ngoài đường, em không dám đi học, em bỏ bữa học luôn. Cúp cua luôn. Tướng về mà sợ con rắn. Chị cũng tưởng rắn nè. À, hèn gì. Hèn chi nãy giờ khớp quá phải không? Hồi nhìn cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy á. Nhớ mặt rắn em sợ. Mày mốt vợ em mới chụp hình con rắn để ngay đây nè. Nhìn em về nó chạy đúng không? Trời ơi là trời. Đời của tôi vui nhất là dí mấy người này. Bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn em hay nói đùa là cao to đen hôi là được. Thích hôi. Dạ không, tại thường em thấy mấy người cao to đen thì hơi hôi. Cái gì vậy hả? Ai nó cao to đen hôi hay hôi là sao? Mày đụng chạm nhiều người lắm nha. Cái đó người ta gọi là mùi manly phát ra từ cơ thể của người đàn ông. Không phải đâu, mấy người cao to đẹp trai chứ đâu có bao giờ là dính tới hôi đâu. Cao to đen hôi, ừ, nói nghe lần đầu luôn. Lạ luôn á. Thơm xong thì em cũng thích. Trời đất ơi. Lạ ta. Thơm tho quá không thích. Tại vì em hồi thấy thơm tho thì nhìn hơi yếu điệu một xíu. Bên đây hôi có hôi. Cao có cao, to có to, đen có đen. Cái vụ này mới lạ quá. À, mình đi con hôm nay có ai tới ủng hộ không? Dạ em đi với em gái của em. Ờ em gái em đâu? Dạ. Ủa em cái cô chị em cái vụ hôi hôi đó em có giống vậy không? Dạ không, ý là nói vui thì là cao to đen hôi chứ ý của chị không phải là hôi mà ý là không thích con trai mà kiểu mà ra đường mà sạch sẽ hay là xịt nước hoa hay gì quá, ý là mình bình thường có mùi đàn ông trên người là bình thường. Rồi em thấy cái anh bên bển sao? Em thấy anh bên này thì nói về cao to thì có cao to, ôm thì chắc vừa một ôm, hôi thì không biết. Nhưng mà có vẻ nói chuyện vui vui vẻ. Rồi em có ai theo ủng hộ em không? Em có đi với lại người anh và cũng là sếp cũ của em. Xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Dạ. Tuấn Anh thì tính cách hiền và hay nhút nhát, không có thích đám đông. Mình thấy là cái ưu điểm của Tuấn Anh là
cái người biết lẽ phải á. Và nếu mà nhận thấy cái điều đó mà tốt thực sự thì Tuấn Anh rất là nỗ lực thay đổi. Anh thấy cô bạn gái bên này như thế nào ạ? Có thể là hợp với Tuấn Anh, chắc là những người làm nghề kế toán có thể họ giống nhau ở cái vẻ chín chắn của họ. Trong khi Tuấn Anh thì anh chị thấy là hơi ngây thơ và à, cảm ơn rất nhiều. Kéo mặt lên. Mình có... Bạn có thích đọc sách không? Hy vọng bạn sẽ đọc cuốn này. Bạn nhìn mình, bạn có thấy mình ngầu không? Tại vì ai cũng nói mình nhìn hung dữ, ngầu quá, không có muốn tiếp xúc quá. Thấy bạn là nhìn đẹp trai. Cảm ơn bạn. Nhìn đâu kiếm gì đó, nhìn thẳng mặt ra đi. Dạ. Bạn thấy mình thế nào? Trắng trẻo mà được cái bị cái hơi ốm. Chắc bạn nên ăn nhiều không? À, thì bạn không thấy con gái ốm hả? Nói sao ta? Mình cũng không biết cái gu ốm hay mập của mình là sao nữa. Nên thôi mình cũng quan tâm lắm. Vậy em quan tâm gì? Dạ, em quan tâm chủ yếu là bạn đó có đồng cảm được cái tính cách của em không? Nó dở dở hơn ngương gì? Không có được thẳng thẳng như người ta. Nó giống như đồ thị hình xin. Lúc lên lúc xuống. Lúc lên lúc xuống thì dữ luôn. Bạn thích con gái hiện đại hay là truyền thống? Mình thích con gái hiện đại. Nhưng mình có được gọi là hiện đại không? Mình cũng không biết nữa. Cái gì mà cũng không biết hết trơn. À tại trên đây mới gặp mặt nhau nhưng mình cũng không có. Có đúng không? Em cũng biết nữa. Giờ nghe đồn bạn biết sáng tác với hát hay lắm đúng không? Hả? Ai đồn? Chương trình đồn. Hát tặng bạn gái bản cho hết rung. Bản nhạc này viết lời nó là bản nhạc thất tình, nó hơi buồn. Kệ nó. Nó buồn lắm. Kệ. Mà chưa có tên nữa. Con hát đi rồi bạn gái đặt tên. Hát hai ba câu thôi nha. Hát hai ba câu sao ta đặt tên? Hát hết thì hết thời gian á. Kệ, cho luôn. Không. Rồi thôi hát đi, muốn hát nhiều hát. À, xin gửi tới mọi người một bài hát cho em tự chế. Chuyện tình chỉ mấy mùa thôi trôi theo em như cánh chim trời. Yêu dấu xưa còn đây mà giờ người vội quên mau. Cùng những ký ức ấm áp nơi mình trao nhau hôm nào. Do nước mắt này khẽ khẽ lên từng hàng cây. À, tự sáng tác hả? Người ta dùng cái từ là tự sáng tác, dùng tự chế. Đấy, thích mấy nói mấy cái chữ dân dã, nó thân thuộc, nó quen. Em cảm thấy bạn có vẻ là người ấm áp á, hát hay. Ấm ôm lắm lắm. Bạn trùng tên với một người mà ngày xưa mình rất thích á, tên Tuấn Anh. Bạn là cái gì Tuấn Anh? Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. À, rồi bạn hỏi đi. À, cái gì ta cũng tính hỏi gì quên nữa. Trời đất ơi. Vậy sao đi lấy vợ trời. Trời ơi, hồi này em đứng ké mà. Đứng ở đây em nhìn mặt mình càng thêm hốt hoảng nữa. À, chỉ, đúng rồi. Trước mặt chỉ có một người phụ nữ đẹp đó thôi. À, bạn muốn trong tầm khoảng 2 năm nữa tiến tới hôn nhân đúng không? Cái đó là lâu nhất của bạn có thể đúng không? Cũng có thể thay đổi. Mình, có vẻ mình như đi. Bạn mới bắt đầu một công việc mới đúng không? Mới nhưng mà còn nhiều thứ mới nữa mình phải làm nữa. Nếu mà hẹn hò chắc mình phải đợi hơi lâu ha. Không, mình dạng mình hay trừ hao phí mình tính sai vậy thôi chứ cũng sắp rồi, không sao hết bạn. Nếu mà hẹn hò với một người lớn hơn thì bạn có ngại không? Không, mình không ngại, mình có lúc mình đăng ký mình có ghi mà. Lớn mình 3 tuổi trở xuống là được rồi, không sao hết. Trước giờ bạn đã yêu ai chưa? Nói ra ngại lắm, mình có bạn gái sớm lắm. Hồi lớp 4 đã có rồi. Gọi là thích nhau đó. Con nít quỷ 4 tuổi mới yêu cái gì? Lớp 4. Lớp 4 rồi mới yêu gì trời. Chú nhắc mày nhớ 4 tuổi không có thích nhau. Trời ơi. Mà thích nhau thôi cho kẹo thôi chú. 4 tuổi thích nhau trời. 4 tuổi biết gì thích. Không, tại bạn đó cho con kẹo. Con thích kẹo chứ đâu phải thích bạn đó. Lúc đầu cũng thích bạn đó nhưng mà bạn đó cho kẹo nữa. Rồi thích thêm nữa. Là biết bạn đó cũng thích con rồi. Trời ơi. Trời ơi. 4 tuổi thích con rồi hả con? 4 tuổi mà không biết người ta thích ổng, không thích người ta rồi. Rồi coi thích đây không nè, nhìn đi kỹ đi. Không, mình nghĩ là mình sẽ nắm bắt cơ hội này. Bạn chín chắn có thể kìm lại mấy cái đồ thị hình xin của mình được. Cái biên độ của nó có thể thấp hơn được. Bạn có thể cải tà quy chính thằng này được. Ủa con tà lắm. Dung thì thôi. Gọi là giúp đỡ bạn tìm lại cái gì đã mất. Cái gì cũng quên à. Dạ đúng rồi. Vài bữa quen ta hỏi ủa em tên gì nữa. Ủa bạn có nhớ tên mình không? Bạn tên Hải Yến. Ờ, cảm ơn vì đã nhớ tên mình. Thôi nói một câu gì thật tình cảm đi. Rồi bấm nút. Con nói như vậy là hay lắm rồi. Giờ không lẽ con nói anh yêu em hay gì đó kỳ lắm. Nói con đó. Con gì hay hơn nữa đâu. Cố gắng đi. À, bạn có bấm nút không mà. Thôi con gì hay ngọt ngào.
Bạn cho mình một cơ hội nha. Giúp mình nha. Giúp mình trời. Giúp cái gì? Giúp gì vậy? Giúp đỡ giống nãy Vũ Linh nói. Tại ở nhà em cũng hay đọc ngôn tình, em là học thuộc cái câu anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ, nhưng mà bạn này không kêu anh được nên giờ không biết nói sao nữa. Nó kêu bằng anh bình thường gì đâu em. Mình tên anh mà bạn cứ gọi anh. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ. Trả lời. Trả lời. Thôi chị có. Con bó tài vậy còn. Nhưng mà không dễ thương con. Con yêu vậy giờ cười suốt ngày luôn á. Không, thấy đúng à. Tại vì con muốn cuộc sống con nó lạc quan hơn, nó màu hường hơn. Màu hường. Rồi để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Ủa chú có đếm không Vũ? Hả? Chú có đếm không? Không, con tự đếm á. Ủa sao con thấy người ta mà chú đếm mà. Người ta thì người ta chú đếm, nhưng con tự đếm, con tự quyết định đời mình. Sao con thấy con lên đây cái con bị hai người chơi khó quá. Con thì khỏi con đâu. Cứ ép rồi. Bản lĩnh lên. Con bấm rồi, con không có đếm. Trời ơi. Chú đếm cho bên kia ha. 3, 2, 4. Nắm tay cái đi cho nó ấm áp chút coi. Dạ. Lạnh lắm đúng không? Em thấy tay bạn nóng mà. Dạ. Hùng cái đi con. Thôi. Hả? Tao bị hổ quá mất gì vậy? Nó xỉu tại đây luôn à. Chửi tay bạn chứ. Mạnh mẽ lên chứ. Nắm tay luôn chứ buông con tay ra ra chi. Ơi, tặng hai bạn những chiếc vé xem phim. Dạ. Xem phim vui nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang ha. Mời bạn Nam. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường và quý khán giả đây. Em Nguyễn Văn Linh. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Bây giờ em đang quản lý các đại lý C2 của công ty Kasumina và các doanh nghiệp vận tải. Rồi, ở phiên mình giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quyền Linh. Dạ, chào con. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thư. Hiện tại em đang là kế toán cho một công ty quảng cáo digital ở quận 10. Thì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Sau khi mà ra trường đi làm, em vào Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 ạ. 24 tuổi, chà, cũng giỏi quá ha. Cát Tường là kêu chú Linh bằng em á con. Dạ con không biết nữa chú ơi, ba mẹ con dặn là vậy chú. Ba mẹ dặn là kêu chị Cát Tường bằng chị, kêu chú Quỳnh Linh bằng chú. Dạ. Cũng được, không sao. Có người kêu chú bằng bác đó con. Cho chị gửi lời thăm cảm ơn ba mẹ em nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu, cái điểm mạnh, điểm yếu. Em biết cái gì cũng một ít hết, nấu ăn một ít, biết kiếm tiền một ít, biết ăn chơi một ít. Ghê vậy, biết ăn chơi. Ăn chơi là sao, ví dụ? Ví dụ như đi ăn với bạn bè thì cũng phải đi ăn tốt cho bao tử của mình mà chị. Rồi chơi thì xả láng lắm chị. Bạn bè mà có dịp hội nghị gì đó là buộc đi chơi, không cần quan tâm tới gì hết, miễn là đi chơi chơi. Nói chung là chơi hết mình, làm hết sức ha. Dạ. Thì khuyết điểm. Khuyết điểm của em là nói nhanh, nóng tính. Dạ, em không kiềm chế được cảm xúc của em. Bây giờ con có thể nói chậm chậm cho chú bên đây nghe không con? Bây giờ chú muốn con nói cái gì nè? Muốn tìm một người yêu như thế nào là lý tưởng? Dạ, người yêu lý tưởng là con mong muốn được 90% của ba con. Ba con là sao, ai biết làm sao? Ba con là một người đàn ông của gia đình, biết chăm lo, biết suy nghĩ và lo làm ăn. Tính tình thì hiền lành và đặc biệt một cái là rất là thương con. Rồi, vậy bạn trai giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn trai đi. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Được, cái này tốt nè. Rồi biết quan tâm chăm sóc gia đình. Quá tốt. Phải biết lo cho sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi, phải lo sức khỏe mình có sức khỏe mình lo cho nhiều người khác. Dạ. Gì nữa? Biết chơi một số môn thể thao, ví dụ như đá banh. Khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm thì chắc có lại là cũng hơi nóng tính, nhậu hơi nhiều. Bớt đi ha, nhậu. Không, bây giờ bớt lại rồi. Em muốn tìm người bạn gái thế nào? Nói chung là biết nấu ăn, quan tâm chăm sóc gia đình, biết quê cương mọi người xung quanh. Cũng có 90% giống mẹ em một xíu. Vậy? Một bên là lấy người, thằng là ba, bên người là mẹ ha. Rồi, lý do hôm nay các bạn đến đây là các bạn đang ế. Mà tôi không tin điều đó. Bởi vì với một cái người đẹp trai này, một cái người mà cũng là quản lý, cũng có tài ha. Tại sao lại ế? Là do cái môi trường làm việc của em, chỉ toàn con trai không à, với những người lớn tuổi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, ba. Ba rồi. Nhưng mà mối tình nói chung cũng không có đậm sâu cho lắm. Mình thì sao?
Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một, còn có tìm hiểu của một. Mình chia tay bao lâu rồi mà? Chia tay chính thức là gần 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy bị một vấn đề tai nạn. Chia buồn với em thôi, chuyện cũ rồi ha. Dạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ để mà tiến tới hôn nhân chưa? Em thì tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bởi vì em cũng muốn phụ giúp ba mẹ của em về một số vấn đề ạ. Ok, như vậy được rồi. Về ngoại hình bạn mong muốn người bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, không đòi hỏi chị. Hả? Không hỏi không thôi. Cao 1m6 trở lên. Tự nhiên nghe nói không ngứa. Dạ chào chị Cát Tường. Không có hỏi. Có hồi. Bụng bự không chị? Không. 60 á chị. Đâu, dở anh coi. Thôi kỳ lắm. Đâu kỳ. Ngươi đi tắm biển thôi. Cát Tường khoái 60. Không, 4 muối thôi, 4 muối. Ở đây nghe. Hửi ra, hửi thôi. Đang nói nghe nè. Có hồi không? Không. Ngày tắm mấy lần? ba lần. Xạo, làm gì ngày tắm ba lần? Tắm lần hai lần thôi chứ. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi ngủ, ba lần. Có tập thể thao gì không? Có, em tập thể thao thì đều đặn. Có sức khỏe không? Khỏe. Hỏi đàng hoàng nghiêm túc. Dạ khỏe, khỏe. Tắm được mấy cái? Khoảng được 30 cái. Thử rồi, 20 thôi. Ba đây luôn đó chị. Ừ. Giờ muốn có bạn gái không? Thì có chứ. Làm đi. Thử 15 cái được không chị? Đã nó chạch quá. Anh mà hít được 50 mới cho em biết. Có ăn rồi lên 50 ngày á. Ngày cái á. Rồi làm đi. 10 cái đó chị ơi. Rồi giá giá hoài. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 phải rè ha. 12 13 14 15 nữa hả? 16 17 18 19 20. Rồi khuyến mãi chị cái. Khuyến mãi chị trời. Tôi đâu cần khuyến mãi. Được rồi. Chân thật nói được làm được. Thôi đi mà đi rối luôn. Sao chị? Dễ thương. Khỏe lắm. Ghê lắm. Con chào chú ạ. À. Chào con. Dạ, chú dễ thương không? Dạ con khỏe ạ. À. Trời ơi, con gái dễ thương quá ta. Dạ, chú ơi. Có một ruồi nữa dễ thương. Con có tật xấu gì không? Nói cho bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Thôi khỏi đi. Mày tật xấu gì nữa không? Đừng có nói tật xấu. Dạ, tật xấu nữa là con hay bị say xe. Với lại đi là chuyên gia bẹt lạc đường. Mỗi lần mà đi lạc đường ước gì mình có người yêu là taxi. Không biết rõ đường khỏi chỉ cho mình khỏi bị lạc. Không mà tại sao ngủ mặc đồ? Dạ không biết nữa. Em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa. Giờ con có đi với ai không? Dạ con đi với là hai chị đồng nghiệp ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Thì em làm chung với Thư. Thư rất là nhiệt tình, làm việc rất là nhiệt huyết, quậy hết sức và chơi hết mình. Thì đó là một điểm rất là hay và rất là thú vị ở Thư. Và Thư sống rất là chân thật. Thì em thấy là ở cái thế giới nhiễu nhương này mà có một người mà chân thật như Thư là một điều rất là đáng quý. Và đó là... Mà bi quan tới thế giới nhiễu nhương như vậy. Đâu đúng mà dữ vậy. Một vài phần thử thôi. Còn về đánh giá của em về anh trai thì anh trai rất là thật tình. Rồi, cảm ơn bạn. Em có đi với người nhà nào ai theo ủng hộ không cưng? Dạ à, có chị, bạn của em. Chào chị Quỳnh Linh, chào cứng lên, cứng lên. Quý. Cứng lên. Chào chị Cẩm Ly, chào chị. Cẩm Ly ở đâu? Quý. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi. Rồi, mình nhận xét về cô bạn gái này coi. Nói chung là bạn gái thì là xinh. Tính tình thì nãy giờ Linh tự nghe rồi nên thôi tự đánh giá. Còn bạn trai của bạn thì Linh thì nói chung là rất biết quan tâm tới gia đình. Như tụi em là con trai mà thì thường là rất là vô tâm. Riêng Linh thì trong một nhóm bạn thì có Linh là quan tâm tới phụ huynh của mọi người nhất. Rất là quan tâm. Cảm ơn bạn. Mình sẽ có 2 phút để gặp mặt nha. Điểm mạnh điểm yếu rồi nghe hết rồi ha. Rồi. Giờ mình trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo màn lên. Anh có chút quà bé nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em thế nào ạ? Anh thấy em rất chi là tâm sự, rất chi chân tình. Công việc của anh thời gian như thế nào anh ha? Nói chung lúc nào em cần lạnh lúc đó anh lạnh. Thôi kiểu này được rồi. Bởi vì công việc của em thì em làm về rất là trễ. Ủa quẩn lắm hả? Không có việc làm. Dạ quẩn lắm hả? Không, công việc của em nó vậy. Anh nghĩ như thế nào về một gia đình? Thì một gia đình thì gồm ba mẹ và các con thôi. Tỷ lệ nhậu của anh hiện tại là như thế nào trong một tuần anh? Không, bây giờ anh... Tại vì bây giờ
công việc của idol ổn định nên nhậu cũng ít lại rồi. Ok, cho nhậu đi em, nhậu về hết đất là vẫn khỏe, không sao đâu. Thì dự định kết hôn của anh là khi nào anh ha? Khoảng bao nhiêu năm nữa? Chắc cũng 1 năm đến 2 năm rồi. Dạ, ví dụ như khi kết hôn thì con gái là phải làm dâu. Dạ, thì làm dâu như thế, muốn nhận Tết á, em muốn về nhà em thì không biết là như thế có được không anh ha? Thì là có thể thu xếp thì... để về nhà. Cái đó thì sắp xếp thôi em. Dạ. Bởi vì nhà em có một mình em con gái nên em cũng muốn Tết, cũng muốn sum họp với gia đình. Tâm đi, con gái nói vậy đó. Chứ bốt về lấy chồng rồi chồng nói gì nghe hết à. Trời, tâm lý tôi biết mà, dạy trai á. Không sao chị ơi, em muốn trai dạy em thôi à. Có đâu, nói vậy thôi, mạnh miệng ta chưa lấy chồng. Nói chung là anh rất vui khi được gặp em. Và anh hy vọng thì mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn. Dạ, thì em cũng vậy, em cũng rất vui gặp anh. Thì thời gian ở đây thì nó có cái dung lượng của nó thôi. Nên là nếu mà có cơ hội cho nhau thời gian tìm hiểu hay gì đó thì để biết rõ nhau hơn, có thể là sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của nhau hơn. Rồi, chị cũng rất vui được gặp hai em ở đây. Dạ. Chị không biết mức độ thì chặt chém xuống ngày càng nhiều á. Rồi, bị quýnh quá. Em để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2. Ủa em ảnh cứng ngắc rồi sao, nó gì vậy? 3. Cái này chắc bị ảnh nhiều quá hay sao anh ơi? Rồi, có thể nắm tay em được không? Ai cho nắm tay vậy? Em nắm trước. Nó coi như ở đây thường là yêu cầu nắm tay mới nắm tay. Vậy hả chị? Chứ ai đâu nắm lại. Rồi, các em nắm tay nhau. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, các em hôn nhau. Qua đi chị. Trời ơi, bèo. Nãy giờ chị nể em lắm mà em làm vậy là chị thấy không được rồi. Em có giỏ đó anh ơi. Sao? Tôi lĩnh đàn ông đâu? Thôi cho anh hôn cái má. Em có giỏ đó anh ơi. Đó. Em có giỏ đó anh ơi. Phụ nữ khó hiểu quá nha. Tưởng gì? Con ơi, trời ơi. Không cần là thế đó chú. Chúc mừng hai con.